Hiện nay, vào thời điểm cuối năm, giá tôm sú nguyên liệu trên địa bàn huyện Ngọc Hiển tăng mạnh khoảng 30.000 đồng một ký đối với tôm sú loại 20 con. Theo hộ nuôi cho biết, giá tôm tăng do gần đến Tết dương lịch, thị trường tiêu thụ trong nước tăng lên, thị trường xuất khẩu cũng đã ổn định. Hiện đang vào vụ nuôi mới nên lượng tôm thương phẩm đã kích cỡ thu hoạch ít hơn đầu năm, sản lượng không đủ cung, chỉ vậy giá tôm cũng tăng hơn trước. Đối với tôm sú loại 20 con có giá 270.000 đồng một ký đến 280.000 đồng một ký, tăng 30.000 đồng so với tháng trước. Với mức giá tăng mạnh, người nuôi tôm rất phấn khởi vì có thêm thu nhập vào dịp Tết đến. Theo dự báo của các ngành chuyên môn, vào dịp Tết nguyên đáng, giá tôm sẽ tiếp tục tăng lên, do đó các hộ nuôi tôm đang tích cực chăm sóc để tôm thương phẩm đạt kích cỡ bán với giá cao.